sattaparayakachatika te se tu thammang anukam vimang pachang. Và thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính cung thỉnh ngài Tuệ Siêu Từ Bi. Con xin sám hối, con xin được đọc bài hôm nay đấy. Xin cảm ơn sư tăng đồng chúng. Tiểu bộ Khuttaka Nikaya Iti Buttaka chương 2, hai pháp phẩm 1 bài 36 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, phạm hành được sống không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần chúng, không vì mục đích được lợi ích, lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Nghĩa rằng, mong rằng quần chúng biết đến ta. Này các tỳ kheo, phạm hành được sống vì mục đích thắng tri, vì mục đích liễu tri. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Với mục đích thắng tri, với mục đích liễu tri, không kể người nói gì. Thế Tôn đã thuyết giảng về nếp sống phạm hạnh, một nếp sống đưa đến thể nhập vào Niết Bàn. Đường này là con đường được các bậc đại, được các đại ẩn sĩ noi theo và thực hiện. Và những ai dẫn bước chính trên con đường ấy, như Đức Phật đã dạy, sẽ làm khổ lắng dịu và được hành làm đúng như lời đạo sư dạy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và thay mặt đại chúng trong room, chúng con xin được thành kính cung thỉnh ngài Tuệ Siêu Từ Bi hoan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy giá. Và con xin được cung thỉnh ngài Tuệ Siêu ạ. Dạ, không biết ngài Tuệ Siêu có nghe được vấn không ạ? Nếu ngài có trước mặt, con xin cung kính ngài Từ Bi hoan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay ạ. Không thấy tín hiệu của ngài Tuệ Siêu. Xin Đảng Đông cung kính chưa? Dạ, cảm ơn xin Sài Gòn mưa nắng. Không biết ngài có nghe không nữa chứ? Dạ, xíu ngày trước ra máy, con xin được cung thỉnh ngài Tuệ Siêu ạ. Nam mô Phật Thầy. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng ta kinh như tuần trước nói về mục đích của đời sống phạm hạnh, bài kinh vừa rồi thì chúng ta học mục đích của đời sống phạm hạnh không phải để lừa dối quần chúng, để nịnh hót quần chúng, hay là để được
lợi đắc cung kính dinh vội, nghĩ rằng quần chúng sẽ biết đến ta. Không phải như thế, mà mục đích của đời sống phong hạnh là thu thúc và động trừng. Hôm nay thì chúng ta học bài kinh số 2, bài kinh thứ 2, Duttiya Nakuhana Suttam. Ở trong bài kinh này, Đức Phật Ngài thuyết cách khác đi, là phẩm hạnh này được sống vì cái mục đích thắng tri và vì cái mục đích liễu tri. Hôm nay chúng ta sẽ giảng giải ý nghĩa thắng tri ở phi nhất thăng và mục đích liễu tri nhất thăng. Kính thưa quý vị, khi người nói đến cái từ Aphinya nó có hai, nó có ba nghĩa. Chữ Aphinya chúng ta có ba nghĩa. Cái chữ Aphinya trong cái nghĩa thứ nhất, cái nghĩa là diệu trí hay là thắng trí, là chỉ cho cái năng lực thần thông do định thiền nó tạo ra, như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, biến hóa thông, tha tâm thông. Túc mạng thông. Cái năng lực thấy được sắc tế xa, như là thấy hình dáng các vị chư thiên và các loài hóa sanh nói chung, hoặc là thấy cái sự sống chết của chúng sanh, gọi là thiên nhãn, đồng nghĩa với sanh tử thông, sanh tử minh. Rồi nghe được tiếng chư thiên và loài người ở gần hay ở xa, rồi biết được với tâm của mình, biết được tâm của người khác, rồi tha tâm thông. Có năng lực biến hóa đa dạng, hoặc là thực hiện đi trên hư không, đi ngang trên mặt nước, đi xuyên qua bức tường, hay là thăng thiên độn thổ, nó gọi biến hóa thông.
cái đó cũng gọi là Aphinya. Biết được tiền kiếp mình, biết được kiếp trước của mình sanh ra như thế nào, chết đi như thế nào. Thì như vậy cái nghĩa thứ nhất của chữ Aphinya tức là thần thông. Cái nghĩa thứ hai đó, cái chữ thống trí ở đây đó, Aphinya, nó có nghĩa là cái sự chứng ngộ, chứng đạt. Như khi nói đến bảy giác chi thì nói rằng là bảy giác chi ấy sattapuchanga sangvatati apinyaya nipanaya chapuja. Bảy giác chi dẫn đến thắng tri giác ngộ niết bàn. Thì như vậy chữ Aphinya trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là cái sự chứng đắc. Còn cái nghĩa thứ ba đó thì chữ Aphinya hay là Aphinyaya, chữ Aphinya chữ thắng tri đó, tức là cái sự hiểu biết một cách chu đáo một cách tường tận. Như nói đến một pháp cần phải thống tri, Aphinyaya Thammo, thì pháp cần phải thống tri ở đây là phải hiểu một cách sâu sắc, hiểu tường tận. Sape Sata Aharatika, tất cả chúng sanh duy tồn nhập thực, hiểu cái đó gọi là thắng tri, gọi là thắng tri pháp. Còn khi mà nói đến thắng tri hai pháp đó thì ở đây có hai pháp cần phải thắng tri là Sankhata Chathatu, hữu vi giới, tức là pháp vô vi, và Sankhata Chathatu là vô vi giới, tức là Niết Bàn. Thì pháp hữu vi, pháp vô vi mình cần phải biết rõ một cái chính xác sâu sắc. Thì như vậy gọi là pháp cần phải thắng tri. Còn nếu nói là ba pháp cần phải thắng tri đó, thì ở đây trong bài kinh Thập Thượng là nói đến ba giới, là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, kamathatu, rupathatu, arupathatu. Ba pháp đó là cần phải thống tri, tức là cần phải biết rõ, vân vân. Như vậy cái nghĩa thống tri
cái nghĩa thứ ba đó có nghĩa là biết được một cách sâu sắc các pháp. Tức là biết một cách đặc biệt, bằng cái trí tuệ đặc biệt, biết tất cả các pháp bằng cái trí tuệ đặc biệt. Ở trong chung giải, bài kinh này giải thích Avinyathanti Kusaladi Vipagina Khang thà đi với pha ghi nữa. Trẻ sắp ở thầm bê ở phía quý sức thề nữa, nhà nề nữa. Ở bà ri tà tô cha nà nát tăng gọi là thắng tri á. Có nghĩa là hiểu biết bằng cái trí đặc biệt, hiểu biết tất cả pháp. Như là về cái phần phân tích về thiện, căn thiện, pháp bất thiện, căn bất thiện, pháp vô ký, danh vô ký sắc, vân vân. Hoặc là với cái trí tuệ đặc biệt phân tích được 12 xứ, 5 quẩn khanh thác, 12 xứ Ajatana, 18 giới. Khi mà hiểu từng phần như vậy đó, được gọi là thắng tri. Cho nên cái chữ thắng tri, chúng ta phải hiểu rằng là chữ thắng tri đó nó có ba ý nghĩa. Nghĩa đầu tiên như chúng tôi giải thích, có nghĩa thắng tri có nghĩa là diệu trí hay là thần thông do năng lực của định thiền. Thứ hai, chữ thắng tri có nghĩa là cái sự chứng ngộ, giác ngộ hay là cái sự đắc đạo quả, chứng ngộ niết bàn. Vậy cũng gọi là thắng tri, như chúng tôi đã dẫn chứng ở trong cái bài kinh Thất Giác Chi. Rồi cái nghĩa thứ ba đó, thì thắng tri có nghĩa là cái sự hiểu biết tường tận, hiểu biết thấu đáo mọi pháp về quẩn xứ giới đế. Hay là về thiện, bất thiện, vô ký, vân vân. Sau này người Phật tử chúng ta, các vị học viên đó, mà học vi diệu pháp, mà chúng ta học qua đầu đề pháp tụ, chúng ta cứ tụng Kusala Thamma, Kusala Thamma, Piyakata Thamma, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Dukkhaya vedana ye samayutta dhamma, sukkhaya vedana ye samayutta dhamma, adukkhama sukkhaya vedana ye samayutta dhamma. Các pháp tương ưng lạc thọ, các pháp tương khổ thọ, các pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ, vân vân. Khi mà học, khi mà tụng đọc 22 tam đề đó,
Mà chúng ta hiểu biết tường tận mỗi một tâm đề nó có ba pháp. Ba pháp để ý nghĩa như thế nào, như thế nào thì cái đó được gọi là thắng tri. Gọi thắng tri. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta đi vào trong giáo pháp này, cái mục đích của chúng ta không phải là để chúng ta mượn đạo tạo đời, kiếm sống, mà chúng ta đi vào trong phương pháp này, cái mục đích là để chúng ta đào tạo cái trí tuệ, hiểu biết thấu đáo vạn pháp. Để cái pháp nào cần được đoạn trừ thì chúng ta đoạn trừ, nhờ hiểu biết được các pháp. Cho nên cái pháp nào cần phải tu tập thì chúng ta nương theo đó mà tu tập. Nhờ hiểu biết các pháp nên những cái pháp nào mà cần phải chứng đắc thì chúng ta chứng đắc. Thì như vậy cái mục đích đầu tiên của, mục đích thứ nhất của giáo pháp này, giáo phẩm hạnh này là để thắng tri. Ý nghĩa là như vậy thôi. Bây giờ sang cái mục đích thứ hai, mục đích thứ hai của đời sống phẩm hạnh này là để liễu tri. Nhưng mà ở đây đó, cái chữ Parinya đó, Parinya tăng, cái chữ này chúng ta khoan, chúng ta khoan dịch là liễu tri cái đó, khoan đi. Mục đích của đời sống phẩm hạnh là để thắng tri thì chúng ta vừa học xong. Bây giờ thứ hai, mục đích của đời sống phẩm hạnh này là để Parinya. Cái chữ Parinya đó có khi thì chúng ta dịch là biến tri. Có khi dịch là đạt tri, có khi dịch là liễu tri. Vì thế rắc rối vô cùng. Thật ra khi học Pali mà gọi là học những cái từ ngữ rắc rối đó, trong mỗi lần mà cái lớp phản ngữ ở trong room lớp Phật Pháp mà gọi là Pali vui để học, mà hỏi chúng ta, chúng tôi thấy còn có nhiều từ khác nữa, như là chữ Parinya đó,
hay là cha phi nha, thắng tri, liễu tri, mấy cái từ này cần phải phân tích ra chứ không phải là đơn giản. Trước hết chữ Parinya mà chúng ta xài trong cái nghĩa gọi là biến tri, thì chữ Parinya biến tri ở đây đó, mà chúng ta cần phải nhận ra cũng là trí tuệ hiểu, nhưng mà hiểu một cách rộng rãi, một cách toàn diện. Chữ Pari có nghĩa là hoàn toàn. Trong khi đó, pháp cần phải biết, cần phải thắng tri là chúng ta hiểu chiều sâu. Còn Parinya là pháp cần phải biết tri là chúng ta hiểu cái chiều rộng. Quý vị biết là khi mà chúng ta gặp cái sự việc gì đó thì chúng ta có hai cách. Có người á, thì họ biết không nhiều, nhưng mà cái gì họ biết á, thì họ biết sâu sắc. Cái đó gọi là thắng tri. Biết tường tận như chữ thống tri nãy chúng ta học đó. Còn có người thì không biết chiều sâu nhưng mà biết cái chiều rộng, là cái gì họ cũng biết, biết nhiều, biết nhiều thứ, thì như vậy gọi là biến tri. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu là khi chúng ta nói đến cái chữ biến tri với cái chữ thắng tri, là chúng ta hiểu cái nghĩa đơn giản trước, tức là một cái là hiểu chiều sâu, cái là hiểu chiều rộng. Hồi nãy chúng tôi có nói với quý vị về cái pháp mà cần phải thắng tri. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đơn cử, khi mà hiểu được cái câu mà Đức Phật đã giải là Sabbe Sata Aharatika, chúng sanh duy tồn nhờ vật thực, hiểu được cái câu đó gọi là thắng tri. Còn gọi là biến tri đó, ví dụ như nói Phasso Sasavu Upadadiyo Xuất cảnh lậu cảnh thủ, hiểu được cái đó gọi là biến tri. Bởi có nhiều loại xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Mà nếu nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân xúc, thì xúc đó gọi là xúc vừa là cảnh lậu mà cũng vừa là cảnh thủ nữa, bởi nó hiệp thế. Còn trong cái ý xúc đó, mà ý xúc thuộc pháp xứ thế, thì ý xúc này là phi cánh lậu, phi cánh thủ. Cho nên chúng ta phải phân tích rộng ra nhiều khía cạnh như vậy đó, thì gọi là biến tri. Hoặc là như hai pháp á, hai pháp cần phải thắng tri á, là biết được pháp hữu vi và pháp vô vi.
là thắng, cần phải thắng tri. Nhưng mà khi nói đến pháp cần phải biết tri thì hai pháp đây là danh và sắc. Danh ở đây là có danh hữu vi, danh pháp hữu vi và danh pháp hữu vi. Còn sắc ở đây chỉ hoàn toàn là sắc uẩn thôi. Khi mà học cái điều này, nếu mà chúng ta không phải là người có cái khuynh hướng nặng về trí tuệ đó, thưa quý vị, chúng ta nghe chúng ta chán. Tại sao mà nó đi lòng vòng lẫn quẩn, cứ cái này rồi cái kia, cái này không phải là cái kia không phải cái này, nhưng mà đến cuối cùng thì chúng ta thấy nó có cái sự tương đồng với nhau, thì chúng ta cảm thấy chúng ta hơi rắc rối. Nhưng mà chúng ta so sánh tiếp một cái pháp nữa, là khi mà chúng ta nói đến ba pháp cần phải thắng tri đó, thì ở đây là chỉ cho chúng ta phải thắng tri cái pháp dục giới. Nó gồm có ngũ uẩn, thắng tri sắc giới là có ngũ uẩn mà có nhất uẩn, thắng tri vô sắc giới nó chỉ là bốn danh uẩn thôi. Nhưng mà khi nói đến ba pháp cần phải biến tri đó, thì chúng ta phải hiểu là thọ lạc, thọ khổ, thọ phi khổ, phi lạc. Hiểu cái chiều rộng đó, các pháp là tương ưng với lạc thọ, các pháp tương khổ thọ, các pháp tương phi khổ phi lạc thọ. Chúng ta biết rõ như vậy đó, thì gọi là liễu tri, gọi là biến tri. Đó là cái nghĩa thứ nhất của cái chữ biến tri. Biến tri tức là chúng ta hiểu rõ mọi khía cạnh, tức là hiểu theo chiều rộng, thì như vậy cũng gọi là biến tri. Còn gọi là đạt tri ở đây trong thanh tịnh đạo nói đến ba cái pháp gọi là Parinya. Parinya là ba cái pháp đạt tri. Santirana Parinya chúng ta gọi là thẩm đạt tri, tức là biết bằng cách là chúng ta quan sát. Chúng ta quan sát hay là chúng ta thẩm sát suy luận ra. Khi mà chúng ta bắt đầu hành thiền quán, chúng ta ngồi lại chúng ta phân tích cái thân này là gồm năm uẩn sắc thọ tưởng hình thức, cái chúng ta mới suy luận
Vậy thì ở trong sắc thọ tưởng hình thức đó, cái gì là danh, cái gì là sắc? Nhưng chúng ta nghĩ sắc quẩn là danh, hay là sắc thọ tưởng hành thức là danh. Chúng ta tìm thấy danh sắc trong ngũ quẩn, hay là 12 xứ, nhãn xứ, nhĩ thứ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, sắc xứ, thân xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Thì trong 12 xứ đó, cái gì là danh, cái gì là sắc, để chúng ta mới quan sát, phân tích. Để chúng ta thấy được danh sắc trong 12 xứ, vân vân. Thì như vậy, cái đó gọi là Sandhirana Parinya, tức là thẩm đặc tri. Rồi nói đến cái trí đặc tri, Jñāta Parinya, Jñāta Parinya, tức là khi mà biết rõ danh sắc hữu vi, nó có cái hiện tượng sanh lên rồi diệt, cái nhận thức được cái đó là vô thường, khổ, vô ngã, vân vân. Thì như vậy cái đó gọi là trí đặc tri. Còn khi mà Bahana Pranya, tức là trừ đặc tri, là cái biết mà để trừ. Thí dụ chúng ta biết là vô thường, đặc tri là vô thường, thì cái vô thường tưởng đó, đó nó sẽ từ bỏ được cái thường tưởng. Hãy chúng ta đạt đến, chúng ta chứng nghiệm được cái vô thường tưởng, tức là cái sự suy nghĩ thấy được cái pháp vô thường, thì nó sẽ loại bỏ được cái quan điểm thấy pháp vô vi là thường còn. Khi mà chúng ta đạt tri được cái gì vô thường, cái đó là khổ, pháp vô vi là khổ, sabbe sankhara dukkha, nhờ đạt tri cái sự khổ đó, cho nên vị hành giả sẽ loại bỏ hay là từ bỏ cái lạc tưởng xuất phát sanh nhà, bỏ lạc tưởng. Cho nên ba đạt tri mà được trình bày ở trong Thanh Tịnh Đạo của ngài Bố Thí Khô Sáng này nói đến đó, thì ba đạt tri đó là trong cái lĩnh vực giai đoạn tu thiền quán của vị hành giả. Mỗi một loại trí nó sinh khởi có cái tên gọi khác, bởi vì cái trí nó đóng cái vai trò gì. Cái trí nó suy luận gọi là thẩm đặc tri, mà cái trí hiểu được vấn đề, hiểu được đặc tính của nó, thực tính của nó, thì như vậy gọi là trí đặc tri. Và khi mà hiểu được cái đó, nó sẽ loại trừ ra, nó sẽ đoạn trừ các cái pháp đối lập như thế nào, như là lấy vô thường, tưởng vô thường, khổ đau vô ngã, tưởng bất tịnh, vô thường khổ đau vô ngã bất tịnh, để loại trừ cái gọi là thường lạc ngã tịnh. Cái tri kiến mà thường lạc ngã tịnh đó, nó sẽ được loại trừ ra khi mà
vị hành giả đã thấy rõ vô thường, khổ đau, vô ngã, bất tịnh của pháp hội viên của tân ngũ quẩn này. Cho nên chúng ta phải hiểu chữ đặc tri, cái nghĩa thứ cái chữ prinya đó, trong cái nghĩa đặc tri á, trong cái ý nghĩa đặc tri á. Khi mà dịch ra chữ đặc tri là chúng ta phải nhớ ra ba cái đặc tri này. Bây giờ chữ prinya hay gì là chữ prinya mà chúng ta xài ở trong cái nghĩa dịch thứ ba đó, ở trong cái bài kinh này thì nó cũng có nghĩa là biết. Nhưng mà trong trường hợp này Parinyathang, Parinyathang tí Tê Phu Bà Cá Thâm Mê Y Đăng Đức Khăn Tí A Đi Na Paricha Nana Athang. Sẽ mà thích cả mắt thành giác. Thì ở nghĩa là biết cái pháp ở trong tam giới, biết rộng cái pháp tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tỳ phu bà ca, rupa upacara, thamma pháp dục giới. Rupa vachara, arupa là pháp sắc giới, thamma là pháp sắc giới, arupa vachara, thamma là pháp phu sắc giới. Thì dục giới ở đây được là kama phu mi, sắc giới ở đây là rupa phu mi, vô sắc giới arupa phu mi. Biết được ba cái phu bí tỳ phu bất cá, biết rõ các pháp đó đó, thì biết nên như thế này: cái gì thuộc về dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cái đó là khổ đế. Rồi vâng, cái chữ a đi là vân vân. Nhưng mà ở trong chú giải nói cái chỗ này là chúng ta phải hiểu là nó đi cặp với cái chữ a phi nhây giá a phi cha nan na là cái chữ biến tri, ở chữ thắng tri, cần phải thắng tri. Trong khi đó thắng tri có là nghĩa là biết tường tận về tứ đế chất tú sách chát quý sư gia phi nhây giá avicha nana là biết tứ đế. Còn parinhây giá paricha nana là chúng ta biết riêng từng phần các cái khía cạnh đó. Bây giờ khỏi phải thích dẫn đi quý vị nghe, quý vị bị phân
Chúng tôi nói như thế này, khi mà cái trí giác ngộ bốn đế, bốn chân lý, thì cái đó, cái trí đó gọi là thắng tri, hay gọi là thắng tri tứ đế. Nhưng mà khi ở trong cái thắng tri tứ đế đó, thì cái trí mà nhận biết được cái gì là khổ đế, tức là pháp dục giới, pháp sắc giới, pháp vô sắc giới, nói chung là pháp hiện thế là khổ đế. Cái gì là tập đế? Chính là tham tâm sở là tập đế. Cái gì là diệt đế? Niết bàn là diệt đế. Cái gì là đạo đế? Là bát chi đạo hiệp với tâm 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 đạo chỉ sự thế, gọi là đạo đế. Hiểu biết rộng như vậy đó thì gọi là biến tri. Nhưng mà ở đây dịch là liễu tri, gọi là liễu tri. Cho nên đường tơ kẻ tóc thôi, thưa quý vị, hai cái ý nghĩa thắng tri và liễu tri đó, nó chỉ là đường tơ kẻ tóc thôi. Chúng ta phải dùng cái trí tư của chúng ta để chúng ta suy nghĩ, chúng ta phân biệt nó rạch rồi, cũng đồng thời là cái trí hiểu biết. Nhưng mà hiểu biết theo cái kiểu cách này thì gọi là thắng tri, mà hiểu biết theo cái kiểu cách kia đó thì gọi là liễu tri. Bây giờ chúng ta nói một cách khác như thế này, thí dụ như trong cái bài kinh Chánh Tri Kiến mà tôn giả Sê Lũ Tán ngài đã thuyết nói về một vị hành giả đệ tử của Đức Phật mà tu tập, gọi là có chánh tri kiến, nó vừa phải thắng tri và vừa phải thì liễu tri, gọi là chánh tri kiến. Biết được đây là các pháp thiện, đây là các pháp bất thiện, thì như vậy chúng ta gọi là thắng tri. Nhưng mà không phải chỉ biết như vậy thôi, mà vị ấy còn biết rõ nguồn cội của pháp thiện, tức là căn thiện của sa lát mu la căn, là vô tha vô sân vô si. Nguồn cội của pháp bất thiện, tức là tham sân si, hay là căn bất thiện. Chính tham sân si đó nó mới tạo ra cái pháp bất thiện. Tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, và 27 tâm sở phối hợp. Chỉ có ba căn bất thiện tham sân si mà nó điều phối, nó chi phối 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở phối hợp để mà tung hoành
tạo tác các ác nghiệp như là thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp. Thì chúng ta hiểu như vậy đó thì gọi là parinyaya, tức là biến tri hay là liễu tri. Cũng vậy, hiểu được đây là pháp thiện thì cái đó chỉ là thắng tri. Nhưng mà biết rõ cái pháp thiện này, 38 này, 37 tâm bất thiện và 38 tâm sở phối hợp này, nó do cái nguồn gốc từ đâu mà có, tức là từ ba cái căn thiện: vô tham, vô sân, vô si. Thì khi chúng ta hiểu biết như thế đó mới được gọi là biến tri. Còn một cái thí dụ khác để cho chúng ta hiểu, khi mà chúng ta học Phạn ngữ đó, chúng ta nhìn vào trong cái câu đó, nhìn vào cái từ ngữ đó. Thí dụ như ngày hôm qua chúng ta học về chữ nghiệp, nhìn vào cái chữ cầm má, cái chúng ta biết ở chữ cầm má là nghiệp, tức là cái sự tạo tác để đưa đến hành động, đưa đến quả của hành động. Chúng ta biết như vậy thôi được gọi là thắng tri. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cái chữ cầm má đấy, chúng ta nói tùy trường hợp, cái chữ cầm má là hành động hay là việc làm, mà xài cho cái nghĩa kinh tạng thì nó chỉ cho cái nghiệp thiện hay nghiệp ác. Nhưng mà trong nghĩa luật tạng đó, thì chữ cầm má đó là hành sự của tăng chúng theo luật, hành sự theo luật. Như chữ sanh khế cầm má là tăng sự chẳng hạn. Rồi chữ cầm má đó mà xài trong thắng pháp, tức là trong diệu pháp đó, thì nó tùy. Là nếu mà chữ chê-ta-na hăng thiết cơ quy cầm măng và đa mí, ta nói chê-ta-na tức là cầm má là nghiệp. Nhưng mà ở đây chúng ta ở trong thắng pháp nói rằng nếu chê-ta-na mà nó trợ tạo pháp đồng sanh, cùng sanh trong một sát na tâm, chetana đó nó điều phối, nó điều khiển, nó chỉ quy cho các pháp đồng sanh làm việc, thì như vậy đây gọi là câu sanh nghiệp duyên. Sahacha tatkamma paccaya. Còn khi mà sở hữu tư mà hiện ở trong tâm thiện, tâm bất thiện, nó để lại cái chủng tử thành tựu quả dự thụ về sau, thì cái đó chetana trong trường hợp này được gọi na nakhadika kamapachaya, tức là vị thời nghiệp duyên. Thì như vậy một chữ tâm mát thôi, khi mà người học Pali mà dịch cái câu đó mình thấy chữ tâm mát, chúng ta cứ là dịch là nghiệp hay hành động, chúng ta không còn biết cái không còn biết nó, các khía cạnh nó là như thế nào, thì như vậy cái đó mới thắng tri. Còn cái liễu tri đó là chúng ta phải hiểu theo cái chiều rộng ở khía cạnh này gọi nghĩa đó, ở khía cạnh kia gọi nghĩa đó, khía cạnh nọ gọi nghĩa đó, thì như vậy được xem như là liễu tri. Dịch một từ đó chúng ta biết ý nghĩa thì như vậy gọi là thắng tri. Nhưng mà nhìn cái từ đó chúng ta biết được nó được cấu tạo từ cái ngữ căn nào, từ cái ngữ căn nào mà ra, nó
kết hợp với tiếp ngữ nói ra cái từ này, chúng ta biết như vậy gọi là liễu tri vân vân. Chúng ta thí dụ như vậy, hoặc là chúng ta thí dụ cách khác, với những thầy thuốc, một bác sĩ ông biết rõ cái triệu chứng của nhức đầu, cái triệu chứng của bệnh chóng mặt, triệu chứng của sốt, cái đó gọi là bệnh gì, biết như vậy, chỉ biết vậy thôi, gọi là thắng tri thôi. Nhưng mà khi mà ông ta biết rõ cái nguyên nhân để làm cho sanh ra cái bệnh đau đầu, sanh ra bệnh chóng mặt, cái nguyên nhân đó là cái gì, rồi phải điều trị tận gốc như thế nào, thì như vậy gọi là liễu tri Parinya. Bằng nhiều cái thí dụ để chúng ta hiểu được trong hai cái pháp, hai cái sự kiện gọi là thắng tri và liễu tri đó, ở trong giáo pháp này phải nói là nó tinh tế vô cùng. Suốt cuộc đời tu tập, đời sống còn hạnh tu tập này, suốt cuộc đời gọi là để thắng tri các pháp và để liễu tri được mọi khía cạnh của các pháp. Cả đời của chúng ta chưa chắc gì chúng ta đã thắng tri liễu tri hết. Cho nên đi vào trong giáo pháp này, mục đích là làm sao để chúng ta thắng tri được các pháp và liễu tri được các khía cạnh của các pháp. Thì đó là ý nghĩa của bài học hôm nay mà tôi xin được chia sẻ với quý vị. Đến chừng đó, thời gian bây giờ cũng sắp hết giờ rồi, xin cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phước phương báo triều trùng, chúc quý vị được an vui tiến hóa. Nam mô Phật Thầy. Tất cả phán quán có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, ca sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Gia đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thu bê ga rê bồ thi ga rê ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu hu chi ta sot thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha cha na wa ca cha biết ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sa pa na po